Bà con ha nó thì hôm qua em đã gãi phân hữu cơ xong rồi thì hôm nay để đi cắt tỉa mấy nhánh chèo trong thân ha nó và đi kiểm chứng lại cái hàng hữu cơ qua gãi độ bung nở như thế nào em mới tưới có một cử nước mọc ha mà bà con coi nó bung nở nè ha và có con này con kia đồ nó bu luôn heo con đó, rất là hôi đó là viên phần nó đang nở ha rất là ok đó là phần bỉ heo con đó thì em sẽ chuẩn bị đi tỉa mấy cái chèo ở trong đại diện một số cây ha mấy cái chèo này kia trong cho bà con mình cùng xem ha nó và kỹ như là giống mấy cái cành à, ngay chỗ này nè nó nó bị kiểu như là nó thấp á bà con nó thấp hay mình cắt bỏ nhưng mà sau này mình mang trái không có cành mang trái ha cho nên em sẽ lấy dây giống lên cao lên dây để cho nước tưới đặng bung giáp mô ha bà con và cắt tỉa mấy nơi chèo này ha và quay cho bà con mình cùng xem nó cùng chiêm ngưỡng cái dàn hân trong heo con nó cao mười mấy trên và mấy dàn nhánh mấy nhánh này chứ nữa mang trái không nào con đó, mấy nhánh sàn ngang nè đó, còn mấy nhánh này là mấy nhánh dược họ mang trái được ha nó và nếu được thì bỏ luôn nhánh này luôn nào con nhánh này là nhánh lỗi ha đó mang trái nhánh này đó rồi từ từ để em sẽ vô cắt tẻ cho bà con mình coi và cổ rễ của em nó đã lòi lên hết trơn heo con đó, thì à, tay vì em để hạo vô rồi bà con tự hình dung được ha tầm khoảng hai gang tay ha nó để em sẽ đại diện các cái này và giống nhánh mấy này lên ha hiện tại là em sẽ vô tiến hành cắt tỉa cho bà con mình cùng xem ha đó mà bà con vào đây đó, đem cắt tỉa mấy chèo rồi trong cho bà con mình xem trước ha đó nói chung là mình cắt tỉa chèo để làm gì và không cắt để làm gì và có hai nguyên nhân theo như em được hiểu biết ha bà con cái nhất nếu mà mình để lượng chèo này mà cho nó ví dụ còn non thì mình khỏi cắt ha nó già thì mình cắt ha tại vì nó mọc chèo và nó sẽ là dinh dưỡng sẽ dồn lại cái lá này là kiểu như lá này nó sẽ rút dinh dưỡng các bà con là để cho cái thân nhánh này nó sẽ lớn ha nói chung là y gian đây là nó đang phụ giá sinh trưởng đâu con lại đây gần gần quay cho con xem là đang phụ giá sinh trưởng là kiểu như là chèo này nó sẽ đảm nhiệm vai trò là hút dinh dưỡng ha con nó để cho à, nuôi nhánh cho mau lớn ha bây giờ mình cắt chèo để cho nó ra chèo khác để cho nó mọc chèo ra và dinh dưỡng à, của cái chèo này nó sẽ hút cái nhánh này từ từ mình lên là có nghĩa là nhánh nó sẽ lớn ha mau lớn ha còn mình để mà mình không cắt thì lâu ngày thì nó già thì bắt buộc mình cũng phải cắt ha con nó cắt để cho nó tạo cái mục à, để sau này ví dụ mình có làm trái là mấy cái mục này là mình cắt tỉa chèo là để mang trái ha con nó nói chung cắt chèo cũng dễ mà ha nó cắt mình bỏ đại xuống hết ha Đó, cắt chèo mình rửa cho nó thông thoáng cũng được đợt hỏm em đã cắt tỉa xong rồi thì đợt này là dự định cắt nữa ha nó đợt hỏm em cắt tỉa trong lỏng hết rồi đợt này là em cắt tỉa nữa nhưng mà không biết có thời gian cắt hay không không biết ha nó mấy chèo đây nè nó ví dụ như mình mà ví dụ như cây này đủ lực để làm trái ha tại gửi ông ghiêu xong lên tà mầm cả hai cử xong mình cắt ngang đây hay bắt buộc mắt cua nữa nó sẽ mọc hình thành ngay đây ha bà con đó nói chung là em hướng dẫn có cái gì hiểu biết em sẽ chia sẻ cho bà con hết ha không dấu giếm gì hết thì cũng mong bà con xem video và cho em một lượt đăng ký kênh ha để ủng hộ em ra nhiều video hơn ha nói chung là đặc phẩm mình cắt tỉa cũng quá nhiều rồi cho nên đợt này xương xương chèo thôi ha bà con nó đem lĩ đòn qua đem cắt tỉa luôn ha nó chắc có lẽ em cắt đại diện để quay phim cho bà con coi để mai mốt mới cắt được ha tại vì mới gãi hữu cơ xong nếu mà mình cắt tỉa mình bỏ xuống vậy thì sợ nhiều khi á, mình tưới nó không hấm được hạt phân hạt phân không tan nở ha nó đem cắt đại diện cho bà con xem một chút ha đó. Ừ. ba chèo này nói chung thì bà con cũng biết rồi nhưng mà bà con có kỹ như là muốn chia sẻ bà con là có nên cắt chèo hay không thì nói chung là chèo già rồi mình nên cắt để cho gọn gàng cho cái gì nè à, để nói gì cho bà con dễ hình dung nè cái này là cái chèo nhỏ ha nó sẽ từ từ nó phát triển nó nhờ đâu để nó phát triển là nó nhờ gút từ trong thân cây ra heo con nếu mà nó phát triển được cái hình thành được cái chèo bự như vậy và nó già rồi là nó hết nhiệm vụ của nó rồi nếu mà mình để nữa thì nhiệm vụ của nó là sẽ tạo độ ẩm cho thân cây và tạo sâu rầy đồ heo con nó thì bắt buộc mình phải cắt tỉa để mình chuẩn bị triển khai trừ khi nào mà mình đang làm trái mình đang làm trái mình chưa để mình lên hút cho nó có lăn trong đây để cho nó giúp vận chuyển tạo chuyển hóa mầm hoa rồi mình mới cắt tỉa ha còn không thì đối với cây tơ thì nó chung chèo dài bà con nên cắt tỉa hết thấy bà con nó cắt tỉa để cho nó thông thoáng để tạo độ ánh sáng quang hợp vô trong đây ha để giúp cho dàn nhánh mình nó sẽ đỏ tươi ha dàn nhánh của em là hiện tại đang đóng gồng ha đó thì mình sẽ cắt tỉa là để tạo ra độ thông thoáng nha ví dụ như giờ mình đang để dàn chèo vậy đi mà mình không cắt tỉa mà chèo này giờ là nó hết nhiệm vụ của nó là để nuôi nhánh rồi tại vì nó đã già rồi nó hết cạnh tranh dinh dưỡng mà để hút dinh dưỡng như cái chèo nhỏ này nè như cái chèo nhỏ đây, đây nè bà con là cái chèo này nè là nó sẽ lớn nó sẽ rút dinh dưỡng từ đâu từ trong thân này đi ra có nghĩa là nó rút ra nó mới lớn là cái vết dinh dưỡng nó sẽ chạy theo cái chèo này là bắt buộc cái nhánh nó sẽ lớn ha và sau khi nó đã già rồi thì đã nói chung nó già rồi là nó hết nhiệm vụ rồi mình một là nếu mà mình làm trái mình mới để để cho nó già mình cắt chèo mới làm trái ha nó có hai trường hợp còn mà đối với cây tơ và con nên cắt bỏ đó em nói đi nói lại hôm nay là có nên cắt chèo hay không là em đang cắt tỉa cho bà con mình cùng xem ha đó. Nói chung chèo cắt mau không con nó mình để trong đây À, tạo độ ẩm à, cho nấm mốc chứ không làm gì hết ha. đối với cây tơ sau khi chèo già xong mình có thể cắt bỏ ha. nó, nó đã hút được một lượng dinh dưỡng ra ngoài đây rồi để nuôi được cái khúc này rồi ngoài đây nếu có chèo thì nó đã hút nuôi rồi. mình không nên mình để làm chi nữa rồi. nói chung là mình muốn lớn nhánh mình cắt chèo rồi cái nó ra chèo khác cái nó hút dinh dưỡng nữa ha. À, cứ một cơi đọt khoảng 45 ngày mình quay lại chèo già mình cắt một lần mà nghiêng. đối với cây mà sắp làm trái thì khuyên bà con nên để chèo đặng lên hút xong mình mới cắt chèo ha nó mình cắt xong hãy chống thoáng cây hết hiện liền ha và ánh sáng nó sẽ vô nó sẽ quan hợp giúp cho vàng nhánh của mình nó sẽ đỏ tươi ha nó đỏ tươi là nó đỡ bị nấm mốc ha đó, nó đỡ bị gông ghiêu nữa nó đỡ bị nấm bệnh nữa ha bà con nó mình cắt cái xương xương thôi nếu mà cắt quá thì vàng lá nó hơi xấu ha mình cắt xương xương vậy là quá ok ha bà con đó. cắt về là thấy cây nó thoáng liền đó. Đó, như chèo này nhỏ nè thì mình để cho nó quan hợp nếu mình được thì mình cắt luôn hết ha Đó. thì cái nhánh dày là ánh nắng nó sẽ chiếu vào nó chiếu vào giúp cho cái bộ bên trong mình nó sẽ đỏ tươi ha còn mình để lâu ngày chèo mình không cắt tỉa nó bắt buộc sẽ gông ghiêu heo con Đó. còn riêng mấy cái nhánh này của em hiện tại là nó đang che bét ha em không có kinh phí để chạy thêm bốn bét tưới có thể là lấy dây giống nhánh này lên buộc lên trên đây ha giống nhánh đỏ ha để tưới cho nó đủ cái độ nước để bung ra hết ngoài mô nói chung là tưới để cho đủ nước heo con nó thì em sẽ tiến hành em buộc em giống lên luôn nói chung là có cái gì kinh nghiệm hiểu biết gì em sẽ chia sẻ cho bà con nó hai gì mình sẽ tốn tiền mình chạy thêm bét ha còn này mình có thời gian nói chung thì mình 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 làm được cái gì thì mình làm theo con nó Đó, nói chung thì giai đoạn buộc giống này thì nó quá dễ rồi ha bà con như trang như bây giờ mình buộc về thì nó hơi chán ví dụ mà có trái là mình sẽ có động lực mình buộc ha nó mình giống lên về đặng mình tưới nước chứ không gì chân ha bà con nó giống hơi cao cao vậy đặng cho nó thoáng nè đặng cái bát vít ở dưới đó. Nó, nó mình tưới nước nó không có dính lá này ha đó, nói chung là buộc đỡ thôi nếu này được là buộc vô trong thân luôn ha tại vì em buộc dây hơi cục rồi đó em xin phép bà con Hôm nay em làm video hơi dài xíu ha. Nó và sau khi em buộc em giống được hai nhánh nó lên là bà con thấy cái ống nước với cái nhánh đó là nó cách xa nhau rồi ha. Nó là nó tạo độ thông thoáng ở bề mặt của cây nó và em cắt tỉa sơ sơ. Cho em quay buổi chiều hay tối nào con và em cắt tỉa sơ sơ nào con. Nó nhìn vô cái là nó trống hơn nãy ha. Nó em sẽ qua cây bên đây tiếp theo để em sẽ đi cắt tỉa tiếp và hướng dẫn chia sẻ cho bà con những kinh nghiệm hay tiếp ha bà con rồi em sẽ tiếp tục đi tới cái này nè để cho bà con hình dung quay từ xa tới ha nó rất là um âm tùm luôn ha con nó về hỏi sao sâu gầy bệnh quản nó không núp vào trong ha nếu mà mình xịt thuốc ẩu là đảm bảo bà con là trong này sẽ sâu gầy rất là nhiều ha nó và hỏi tại sao mình nên cắt tỉa hay con đó đi qua mé bên đây nè em để quay cho kỹ đó rồi thì bà em sẽ tiếp tục cắt chèo tiếp theo con nó và con ha toàn là chèo già dạ không nha mình để nói chung là trừ khi nào mà mình muốn làm trái mình mới để ha còn không thì cứ việc sau khi một cơ đọt thì mình cắt tỉa về đi nó đã hút được một lượng dinh dưỡng nó đạp ra cái trèo này cái nhánh mình nó đã phì hơn đợt trước khoảng một hai cm rồi ha nó như đây nào con ha nguyên một nồi luôn nè cho con coi nè gõ gàng luôn nha quay vết sinh trưởng này cho thấy cái nó là nè nó hút nè và con ha găng gan dắt sinh trưởng chân ha dài tới cái mắt này luôn ha nó chèo là nó có công dụng như thế hả con nó để giúp cho nhánh mình mau lớn ha nó giờ mình cắt đi nó đã già hết rồi nói chung mình để cũng làm gì hết trơn ha đó. cắt chèo trừ khi làm trái mới để thôi ha còn mà chèo tơ thì bà con khuyên bà con không nên cắt ha để cho nó nhu nuôi nhánh sau khi già xong rồi mình sẽ cắt ha đó. nói chung thì làm sầu riêng này nói chung là mình được nhiều hiểu biết được nhiều kinh nghiệm chia sẻ em mới có kinh nghiệm để chia sẻ tới bà con ha nó có nên cắt hay không là à, nếu mà chiều già thì đối với cây tơ thì mình nên cắt tỉa ha còn mà à, đối với cây già chuẩn bị làm trái thì mình không nên cắt tỉa heo con để cho nó chiều già mình sau khi lên hút xong mình mới cắt tỉa nãy giờ em nói đi nói lại với bà con rất là nhiều ha nó nó mình cắt tỉa xong nhìn thấy cây mình nó thoáng rất là thoáng luôn ha Đó, em sẽ cũng sẽ tranh thủ cắt tỉa heo con Nói chung các chèo này nó cũng rất là mau hơn mà mình tỉa nhánh ha Tại vì chèo nào cái mình thấy là mình bấm rồi ha Đó, Rất là mau luôn Đó, Đem cắt xong cái này em quay ra mình quay cho con mình xem ha Nó Để chèo là nó rút dinh dưỡng như thế nào con nó rút dinh dưỡng để nó nuôi nhánh nha ha Cắt xong nhìn thấy nó hưa hơi hưa nhưng mà nó sẽ phát triển thêm cơ đọt của mình này, ha Đó. Vàng nhánh của em là hiện tại này là đang bị gông diêu luôn ha nó do là khảm gài chưa có ở không mà để đi cắt tỉa dọn cho nó sạch cho nắng rồi nó chiếu vào ha nó rất là mau luôn mà con mới thấy cắt có chút xíu mà vàng lá nó đã thưa rồi nó nó hết chèo rồi nó mấy cái mục này mà nữa mà em làm trái mà mấy mục này cắt là thiệt ra mắt cua mà lên hút đúng rồi ha là ra mắt cua tuyệt vời luôn đó bà con nó xương xương thôi mình cũng chừa cho nó một ít lá ha nó đây nè nó cắt là nghe đây một cái nữa nè nó nhìn thấy vàng cây nhìn nó nhánh là ok liền nó thì có gì bà con xem video thì cho em xin một lượt đăng ký kênh ha để ủng hộ giúp em ra nhiều video hơn để mang đến những kinh nghiệm cho bà con mình tại vườn nó đó, video hôm nay em là làm video là có nên cắt kẹo hay không hay không con Đó, em đại diện một hai cây thôi, em tưới tầm khoảng mai chiều em mới cắt nữa ha. Đó. Đó. nếu được là cắt kẹo dài dài trên chảnh luôn ha Rồi thì em cũng xin ra ngoài đây Cho bà con xem một lần nữa Và em xin kết thúc video ha con Nó ra ngoài đây quay vô cho bà con mình xem Nó nó hơi thưa ha Nó nó hơi thưa mà vàng ngoài dàn lá ngoài nó sẽ lợp lại heo con đó cho con coi nè nó dàn lá ngoài nó vẫn lợp mà ở trong thì nó thưa heo con đó rất là thưa luôn ở ngoài thì nó lợp lá rất là đẹp ha nó còn trong đi hẳn vô trong thì nó sẽ thưa lại ha thưa nó sẽ thoáng mát cái cây mình ha nó dàn nhánh trong thì nó sẽ thưa lại ha nó thưa như vậy heo con nó rồi thì em cũng xin kết thúc video ha, bà con cũng chúc bà con một ngày mới ra hâm vườn chăm sóc cây của mình đạt nhiều kết quả tốt hơn ha hiện tại giờ em sẽ đi tưới vườn ha chứ không phải là cắt chèo ha tại vì à, đợi cho hữu cơ rồi cho nó ngắm rồi em mới đi cắt chèo rồi xong rồi quay lại có thể không bị nấm bệnh thì khỏi sẽ thuốc bệnh luôn ha và chuẩn bị tiếp tục cây mới nào con rồi cũng xin chúc bà con thật nhiều sức khỏe ha bà con